Xin chào mọi người, xin chào anh em học viên của Toán Đồng và các đồng nghiệp trên cả nước. Hôm nay buổi tối mình lại cắt thời gian ra làm thêm một video nữa. Thì hiện tại mình đang bán một lô hàng dây điện sườn. Hiện tại là mình đang có dây điện sườn rất tiện để ghi hình, cho nên mình sẽ tranh thủ ghi hình một số cái vị trí chức năng trên chân cắm. Riêng cái chân SM ấy thì thường thường mọi người đã nhìn sơ đồ là trên trên thường thường mọi người hay có tài liệu ở nhà hoặc là trên những sơ đồ như là Motoke hoặc là Onmoto thì có hết những cái sơ đồ này chân đi xe này để như sau nhá. Bây giờ mình sẽ tìm cái SU. Đây trên tay mình có một cái SU. SU này là hàng lỗi trong nhà máy và mình đã dùng cái hệ thống máy đọc mã, mình đã lấy được mã ra cho nên nó để lại cái lốt này. Đây mình sẽ cắm vào đây. Cụ thể đây là dây bó dây điện sườn của xe lít nhá, lít Suzuki nhá. Đó, cái con điều khiển khóa thông minh nó như thế này, nó sẽ cài ở trên bên 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 gần phía bình ắc quy đấy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ test luôn cho mọi người nhá. Ở đây nó có hai cụm này, mình sẽ lấy cái lẫy cài đây này, có hai lẫy để mình bấm tay vào mình rút ra đây này. Đấy. Thì mình sẽ quy định cái lẫy cài tai này nó sẽ quay lên trên trời nhá. Và mắt mình sẽ nhìn vào những cái màu dây điện này. Đó, thì đương nhiên mình rút ra thì cũng chính là mình đếm chân. Đó, khi đọc chân của cái con SU này thì mình cũng phải quay những cái cựa những tai lên trời. Đây, bây giờ mình sẽ cắm vào cho mọi người dễ hình dung. Đó. Và có hai cụm to, thì cái cụm to mình quy định là cụm A và cụm bên phải đây này là bên bên nhỏ ấy là cụm B nhá. Và trong tài liệu của Honda họ đều ghi rõ, và trong những phần mềm của một số phiên bản sau này người ta cũng sẽ ghi rõ là bên A và bên B. Thì tại đây là mình thấy cái này nó có 12 sợi dây và rút ra mình nhìn thấy rõ là 12 chân cắm, thì người ta quy định rằng là cụm A 12A. Đấy, 12 12A tức là 12 cái chân cắm, đúng chưa? Hoặc là trong tài liệu chúng ta hay thấy là 12P, rắc 12P. Còn đây là rắc cắm 6P, 2 4 6 8 8P, tức là 8 chân cắm, 8 chân cắm nhưng đây chỉ có 3 dây thôi nhá. Thì bây giờ tại thời điểm mà mình quy định đây là cụm A, đây cụm B này. Rồi, mình sẽ không mất thời gian nữa, mình sẽ đọc luôn chân để cho mọi người ghi chép nhé. Đầu tiên bên cụm A thì cái dây A1 là dây màu đen xì, thì nó chính là dương cho cuộn dây từ ở trong ổ khóa đó, cấp dương nhé. Và dương này là dương 12V nhé anh em. Tiếp theo dây A2, A2 nó là màu xanh lá cây nhạt sọc đen đó, xanh lá cây nhạt sọc đen. Đây là dây này là dây dương trước khóa, 12V trước khóa nhé. Đó, cho nên là chúng ta cầm cái remote, chúng ta bấm vào phát là nó phản hồi ngay, nó kêu chít chít ngay, thì nhờ dây dây dương trước khóa này nhé. Nếu dây này đứt là hệ thống khóa thông minh là không phản hồi đâu nhé, không hoạt động đâu. Chân A3 màu đen sọc trắng, đây là màu quen thuộc trên hệ thống FI rồi. Đây là dương sau khóa, nuôi hệ thống chính, nuôi hệ thống FI. Dây A4 màu đen sọc xanh lá cây nhạt thì đây là dây có chức năng là kết nối làm chìa. Đó, nó sẽ có một cái sợi dây nó trải dài xuống dưới này. Để mình tìm xem. Nó gọi là rắc 2P đỏ. Đấy, gọi là rắc 2P nhưng mà thực ra là chỉ có một sợi dây thôi. Đây là mọi người nhìn chưa? Trên xe sẽ có rắc 2P đỏ như này nhưng mà vạch ra chỉ có một sợi dây thôi. Nhưng vì nó có hai lỗ thì gọi là 2P nhá. Đó. Thì đây là A mấy? Đây là A4. A4 này chính là cái rắc này. Đó, nó chạy từ SU ra. Rắc làm thêm chìa khóa nhá. Kết nối nó với dương ắc quy thì sẽ chuyển sang chế độ làm chìa khóa mới. Dây này là dây A5. Dây 5 ở đây là màu xanh dương sọc xanh lá cây. Đó, vì buổi tối mọi người không nhìn rõ nhưng mà mình thì mình đã nhìn rất rõ là cái màu xanh lá cây đây này. Thanh dương sọc xanh lá cây. Đây là dây của công tắc phanh, tức là cấp điện 12V xuống đây nhá. Dây A8. Đấy, dây số 8 bên cụm A.
dây màu xanh dương nhạt, mà màu nai green ấy, xanh green là xanh cây nhạt đó. Cái màu này nó giống giống với màu hay giống với màu dây còi đó, chúng ta có thể là màu gọi màu xanh nhạt cho nó dễ. Dây này là chạy thẳng tới nút đề nhé nha, chạy nút đề, tức là khi chúng ta bấm nút đề thì dây xanh lá cây sọc trắng và dây xanh nhạt này gặp nhau đó, đây là dây nút đề nhé. Tiếp theo là A9 màu ghi xám là cấp mát cho cái đèn báo chìa khóa trên táp lô đấy. Tiếp theo là thang dưới nhá, A9 rồi. A10 màu vàng sọc xanh lá cây thì đây là dây trung gian, đây là dây tín hiệu gửi tín hiệu mã khởi động tới hộp đen ECM, tức là dây điều khiển đề đấy, dây này sẽ gửi tín hiệu tới ECM. Tiếp theo dây màu đen xì, dây số A9, A9 là âm của quận từ đấy, số 1 là dương quận từ, A1 là dương quận từ và A9 là âm của quận từ trong ổ khóa nhé, để nó giải phóng cái chốt khóa đấy. Xem nào, A9 rồi A10, A10 là xanh dương sọc đỏ, đây là dây giao tiếp nhé, đây là dây so sánh mã ID, dây xác thực mã hóa khóa động cơ đó, nếu đứt dây này là động cơ sẽ không hoạt động luôn nha, không bấm đề không đánh lửa được đâu nhanh nha, đồng thời là báo lỗi đấy. A10 rồi, tiếp theo dây A11, A11 là màu xe màu cam sọc xanh dương, dây này thì là dây phản hồi về về SU, tức là dây này từ ECM phản hồi về SU để gửi kích hoạt tín hiệu báo động nha, kích hoạt tín hiệu báo động trong trường hợp mà không xác thực được mã ID. Và dây cuối cùng là A12 đúng không, 246 đúng rồi, 12, A12 màu xanh lá cây sọc trắng là dây âm đó, dây âm để lui với SU này, và cũng là âm để lối cho cái nút đề này, nút đề là dây xanh nhạt đây, đúng chưa? Rồi, ok, và mọi người nên nhớ là hai dây cuối cùng này đó, khi bấm nút đề là hai dây thông với nhau, mình cứ hiểu rằng là âm chạy tới nút đề. Đấy là cụm A. Bây giờ cụm B này mình sẽ đọc nhanh tiếp này, tránh mất thời gian cho mọi người. Cụm B là cái cụm nhỏ có 3 sợi dây này, thì nó gọi là 8P, đầu 8P vì nó có 8 lỗ mà. Cụ thể là chân B1 là màu sinh nhan này, màu da cam là trái, sinh nhan trái, dương là sinh nhan trái. Còn những dây còn lại là bỏ nhé. Đấy, đây là B1 thì đây sẽ là B5. B5 này là màu sinh nhan phải, là màu xanh da trời, xanh dương nhạt, màu xanh dương nhạt nhé. Và đây là 7 thì đây là 8, đây là B8 là màu xanh lá cây. Xanh lá cây này mọi người thấy nó giống là mát sườn nhưng mà nó không phải là mát sườn đâu anh em nhé, mà nó là mát cấp riêng cho cái còi chip kêu thôi nhé. Cấp riêng cho còi chip kêu thôi nhé. Đó. Đây này, mình sẽ tìm cái đầu cho mọi người xem. Anh em nào mà mua được có dây sườn này về cắt hết dây băng dính ra thì mọi người sẽ nhìn rõ một một cái đường đi của nó. Đây, mọi người nhìn thấy chưa? Đó. Đây là mọi người nhìn này, màu xanh lá cây đây này. Đó. Thì nó chính là cái màu này. Đấy, tức là mát của SU nó cấp ra để cho cái loa kêu chít chít trên hệ thống khóa thông minh nó kêu đấy, để báo động đấy. Thế còn dây xanh dương đây này là dương chiếc khóa nhé, cái con này ăn dương chiếc khóa này, còn âm thì là do SU cấp đó. Rồi, ok, như vậy là hết chức năng của SU rồi. Mọi người ghi chép lại cái bài test của mình và tự thực hành ấy trên xe của khách hàng hoặc là xe của mô hình nhà mình. Một số anh em mà nghiên cứu hoặc là trong khi khám bệnh ấy, thì dựa vào video này của mình để tham khảo thôi nhé. Đấy, vừa rồi là mình đã giải thích cho mọi người là cái SU của hệ remote hai nút bấm, tức là AB Lead Vision, và lưu ý thêm rằng là đây là của con lead nhé, thì bên cụm B này này nó chỉ có 3 dây thôi, nhưng của AB ấy, thì nó sẽ mọc ra thêm hai cái dây nữa, đó là dây mát điều khiển đèn led ở trên ổ khóa. Ổ khóa của AB nó có thêm đèn led màu đỏ và đèn led màu xanh đó.
và nó còn hai dây nữa mọc ra, thì của lít nó không có chức năng đấy thì nó sẽ bớt đi hai dây, nó khác nhau như vậy thôi. Và SU này của AB của lít thì nó sẽ hơn nhau chân đấy nhá. Đây mình rút ra này, nói lưu ý nhỏ mọi người không để ý mua hàng cũng nhầm nhá. Của lít thì nó chỉ ba chân đấy nhá, đó. Thế còn của AB ấy, thì nó sẽ là mọc thêm hai chân nữa nên thành năm chân đó, nó sẽ thêm mọc ra thêm hai dây nữa thành là 5 dây tất cả nhé. Và đây là cái con SU của SH, SH 2020 và SH đời đầu, SH1 đều dùng chung con này, cả cả PC cũng vậy nhé. Đó, thì ở đây mình có cả jack cắm luôn. Đây mình có rất nhiều jack cắm. Đây là jack cắm bộ điều khiển SU dùng để chế cho khóa thông minh, lắp cho những xe lên khóa, ví dụ như led đời đầu lên khóa SH hoặc là SH chìa thường lên khóa SH thông minh. Đó, đầy đủ bó dây điện sườn và mình đang có ở trong kho hàng. Anh nào cần thì điện thoại cho mình để mình cung cấp những đồ để lên khóa smart key nhé. Đó, mình đang có kho hàng đây. Khóa thông minh. Đó, bó dây khóa thông minh. Bó dây khóa thông minh, bó dây thường. Bó dây của công ty Lam Sa, dây của công ty Minh Phong. Đầy đủ hết nha anh em. Remote tất cả những cái hàng mình đã chuẩn bị cho những trường hợp lên khóa smart key rồi. Anh em chỉ việc liên hệ thôi. Còn khu vực Hải Phòng thì có thể mang đến cho mình để mình đồng bộ sẵn rồi mọi người về chỉ việc lắp thôi nhé. Mình không trực tiếp lắp đâu, vì mình không có thời gian, mình sẽ nhờ thợ lắp hoặc là mình sẽ giới thiệu cho anh em học viên ở gần mình lắp nhé. Anh em học viên Hải Phòng gần mình rất nhiều. Khách hàng nào có nhu cầu lắp thì liên hệ, mình sẽ giới thiệu cho học viên đến lắp. Đây là nhóc con nhà mình đang nằm chơi đây. Video đến đây kết thúc. Toàn là đồng chúc anh em học viên và đồng nghiệp trên cả nước một năm mới 2020 an khang thịnh vượng, phát tài như ý. Pingu ơi, chào tất cả các bác các chú đi con ơi. Bye bye.